Muối sát thủ giấu mặt phần 2. Muối giúp cơ bắp duy trì nguồn nước, tạo ra môi trường nước cho tế bào sống trong nước. Lượng muối là cần thiết nhưng cần vừa đủ vì cơ bắp chỉ có một khoảng trống nhất định chia hai cho, 50% là nước, 50% là khí oxy và khí CO2. Sự phân chia này có tính tự nhiên và chúng ta không nhìn thấy và phụ thuộc vào cái ăn, cái uống của mỗi người. Một người ăn thức ăn có muối 2 đến 3 lần một ngày, nếu thể xác không đổ mồ hôi thì phần lớn muối bị tồn lại trong cơ bắp. Muối có trong máu trung bình là 9%, công năng của muối là kết hợp với nước giúp tế bào chống kết dính vật chất lại với nhau, chống đông máu. Lưu lượng muối trong máu không cố định mà dao động tăng hoặc giảm theo nhu cầu cơ thể. Nếu một cơ thể vận động thì lượng muối dao động từ 9 xuống tới 5 hoặc thấp hơn, muối tuột xuống mức thấp gọi là mất muối, và điều này thường xảy ra với người bị đái tháo, tiểu đêm nhiều lần, vận động đổ mồ hôi xả muối nhiều. Khi cơ bắp thiếu muối thì nguồn nước cũng sụt giảm, vô hình chung làm cho khí oxy tự động gia tăng. Khí oxy tăng gây chướng hơi và bốc hỏa và cơ thể nóng lên làm cho cơ co rút lại gọi là vọt bẻ, còn gọi là chuột rút, cầu thủ đá bóng hay bị. B. Ngược lại, một cơ thể thụ động không tập thể dục thể thao mà ăn muối 2-3 lần một ngày thì, ngoài việc muối sổ ra đường nước tiểu thì phần lớn muối tồn lại trong cơ bắp từ 9 đến 13% hoặc cao hơn. Một người ăn mặn và ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày sẽ làm cho cơ bắp trương nở mập lên, nếu kéo dài thì sinh ra béo phì. Muối tàn phá cơ thể con người như sau. Một, muối hủy hoại nhóm vitamin, các loại, làm mất nguồn cung giải nhiệt cho não và hệ thần kinh thực vật, gây ra nhiều chứng bệnh cho cái đầu như đau đầu, rối loạn tiền đình, tăng huyết áp, u đẽo trong não, viêm màng não, viêm xoang, viêm họng v.v. Hai, muối hủy hoại hệ thống nội tiết tố của ruột non, gây mất vị giác không thèm ăn, biếng ăn lâu dần làm cho nội tiết tố ruột non bị chết hết không còn ăn được. Ba, muối thải ra đường hậu môn gây trĩ, xuất huyết hệ tiêu hóa, muối xả ra đường tiểu gây đau hư hỏng thận, muối nhiều làm cho nan thận chết khô, viêm nhiễm đường tiết niệu v.v. Bốn, muối bào mòn làm trôi chóc chất nhờn bảo vệ xương khớp, gây ra thoái hóa xương, đau nhức trong xương, tê chân tay, hư hỏng đĩa đệm, thoái hóa khớp v.v. Năm, muối bài thải ra da làm suy yếu lỗ chân lông, bị vi trùng bám vào gây bệnh viêm da, làm sơ cứng hệ thần kinh cảm giác trên da, suy giảm các giác quan mắt, tai, bệnh ngoài da v.v. Sáu, muối gây ức chế bộ não, làm phát sinh tính nóng giận, hạn chế tư duy, suy nghĩ khó khăn, dẫn đến sai lầm trong làm ăn, bị thất bại, gây ra đau khổ. Định hướng giải quyết. Trẻ con không nên muối, hạn chế muối trong món ăn mỗi ngày từ lúc nhỏ, chỉ hạn chế chứ không kiêng muối ở trẻ con khi nó thèm cho ăn tự nhiên. B. Giảm hạ muối trong món ăn mỗi ngày và suốt đời đối với người ít hoặc không tập thể dục đổ mồ hôi xả muối. C. Người làm việc văn phòng máy lạnh, lao động trí não ít hoặc không tập thể dục cần ăn giảm bớt muối đầu vào mỗi ngày và suốt đời. D. Người lao động chân tay, chơi thể dục thể thao thì không cần giảm muối, nhưng đến khi dừng nghỉ không còn vận động thì buộc giảm muối thấp xuống. Khi không đổ mồ hôi mỗi ngày thì dư lượng muối gia tăng nhanh, sẽ phát sinh đau bệnh hoặc bức tử bộ não, gây ra đột quỵ. Một cách tích cực, tập thể dục thể thao đổ mồ hôi xả muối mỗi ngày, môn thể dục thể thao nào thích hợp thì được. Hai cách tiêu cực một chút, xông hơi xả muối 1 đến 2 lần một tuần, giảm ăn muối. Ba, giảm muối thì ăn béo đều mỗi ngày, béo đốt nóng tạo lực hấp dẫn khí oxy sẽ rất tốt cho cơ bắp và sức khỏe, chất béo sẽ làm cho thân nhiệt duy trì 37 độ C khi cơ thể thiếu vận động. Các loại động vật trong tự nhiên cung cấp muối khoáng thông qua món ăn, con người ăn muối nhiều quá mức mà không đổ mồ hôi cũng đồng nghĩa là từ đầu độc sức khỏe của mình vậy. Tuyên ngôn, ăn muối thì phải đổ mồ hôi xả muối mỗi ngày. Tác giả chú Phạm Tám. Chú Phạm Kim Tám sinh ngày 15 tháng 1 năm 1951, chú đã mắc ung thư năm 32 tuổi và đã tự chữa khỏi bằng cách vô tình chỉ ăn chè đường 8 năm liên tục. Trong cái rủi có cái may, chú Tám đã được bộ não mách bảo tìm hiểu thực hành kiểm chứng để hoàn thiện và hệ thống ra phương pháp cân bằng năng lượng. Chú Tám đã mở khóa học ổ lại phương pháp cân bằng năng lượng này trên Facebook cho những ai thực tâm muốn tìm hiểu, muốn làm bác sĩ cho chính mình với học phí 1,5 triệu đồng. Khóa học có 12 bài giảng về lý thuyết cơ sở khoa học của phương pháp, nguồn gốc, cách chữa và phòng tránh các loại bệnh v.v. Có thể học mọi lúc mọi nơi, chỉ cần một cái điện thoại có mạng internet. Sau khi học và hiểu về phương pháp cân bằng năng lượng Phạm Tám này, bạn sẽ tự chữa bệnh cho bản thân, cho gia đình, cho cộng đồng, chỉ với các nguyên liệu bán đầy ngoài chợ và còn nhiều hơn thế nữa. Với học phí 1 triệu 500 ngàn đồng so với những gì bạn được thì số tiền này chỉ như là một món quà nhỏ bạn tặng cho chú Tám mà thôi. Để biết cách đăng ký khóa học này, các bạn nhắn tin vào Facebook chú Phạm Tám hoặc Facebook chị Hạnh Mỹ. Cảm ơn quý vị đã xem hết video này. Nếu thấy thông tin bổ ích, quý vị hãy đăng ký kênh và nhấn nút cái chuông để không bỏ sót các